Có nghĩa là nó cạnh tranh với lại người nhà của nó luôn, là nó sẽ cố gắng viết hay hơn anh, anh sẽ cố gắng tiêu diệt anh luôn. Bạn thích feed với ai nhất? Negev, Hurricane, Manbo. Còn có Rex nữa, trong nhóm em còn có Rex nữa. Muốn feed, thích feed với ai nhất hả? Ừ. Thích feed với ai nhất là thích feed với Hurricane. Hurricane, tại sao nhỉ? À rồi đó. Em đã... em đúng không? Đúng, đúng trả lời chúng. Wow. Thành thật. Hết hồn. Em thích feed với Hurricane là tại vì Hurricane là một người có tính cạnh tranh cao lắm. Có nghĩa là nó cạnh tranh với lại người nhà của nó luôn. Nên là mỗi lần mà anh cho nó một verse là nó sẽ cố gắng viết hay hơn anh. Anh sẽ cố gắng tiêu diệt anh luôn. Nên nó lúc nào nó cũng push mình để mà có thể hay hơn nữa. Giống như em quăng nó một verse, em thấy ô hay quá vậy. Thôi để tôi viết lại nha. À, một đối thủ mà nặng ký là một đối thủ mà khiến cho mình phải làm tốt hơn để thắng được họ. Nên là viết nhẹ quá thôi, Khang rất là vui. Anh cũng giá có ba story thì cũng có sự xuất hiện của đúng rồi Hurricane nè.